Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục phòng chống tham nhũng của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo xử lý tình trạng khiếu kiện đông người vượt cấp. Đảm bảo công khai minh bạch trong công tác giải phóng mặt bằng để phòng chống tham nhũng tiêu cực và tạo đồng thuận trong nhân dân ở thị xã Nghi Sơn. Sau đây là nội dung chi tiết. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa Đỗ Minh Tuấn vừa ký văn bản chỉ đạo các cơ quan, địa phương tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, phối hợp xử lý tình trạng khiếu kiện đông người vượt cấp. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đỗ Minh Tuấn yêu cầu các giám đốc các sở, thủ trưởng cơ quan đơn vị, ban ngành cấp tỉnh, huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh chủ động theo dõi, nắm chắc tình hình, tiếp tục rà soát, giải quyết các vụ việc bức xúc kéo dài, tăng cường tiếp đối thoại với công dân ngay từ khi phát sinh vụ việc, nhất là các vụ việc phát sinh đông người phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh trật tự để kịp thời xử lý, giải quyết dứt điểm vụ việc thuộc thẩm quyền, đảm bảo khách quan, đúng quy định của pháp luật. Trong giải quyết khiếu nại tố cáo, cần phát huy tối đa hiệu quả việc đối thoại và xem xét, vận dụng chính sách pháp luật, giải quyết thấu tình đạt lý để chấm dứt các vụ việc ngay tại cơ sở, hạn chế khiếu kiện vượt cấp lên tỉnh và trung ương, phối hợp xử lý tình trạng khiếu kiện đông người vượt cấp, không để xảy ra điểm nóng, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao Công an tỉnh chủ trì phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tiếp tục tăng cường theo dõi, nắm chắc tình hình. Khi phát hiện sự việc đông người có khả năng lên tỉnh hoặc ra trung ương, phải thông báo ngay cho Ban Tiếp Công dân tỉnh, Ban Tiếp Công dân Trung ương và các cơ quan liên quan chủ động phối hợp tổ chức tiếp công dân, giải đáp chính sách, tuyên truyền vận động công dân chấp hành quy định của pháp luật, có biện pháp đấu tranh xử lý, ngăn chặn các phần tử xấu, lợi dụng, xuyên tạc, lôi kéo kích động, khiếu kiện, trái pháp luật, làm phức tạp tình hình. Thưa quý vị và các bạn, ông Lương Ngọc Trương, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC Thanh Hóa, người đã bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương kỷ luật cảnh cáo tháng 12 năm 2022, đã bị miễn nhiệm chức giám đốc, đồng thời được bổ nhiệm làm phó giám đốc cơ quan này. Trước đó vào tháng 12 năm 2022, ông Lương Ngọc Trương bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo do vi phạm các quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước trong đấu thầu, mua sắm sinh phẩm, hóa chất, vật tư y tế, phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19. Thưa quý vị và các bạn, trong những năm gần đây, thị xã Nghi Sơn là địa phương phải thực hiện nhiệm vụ giải phóng mặt bằng phục vụ các dự án nhiều nhất tỉnh. Trong quá trình thực hiện các bước công tác giải phóng mặt bằng, thị xã Nghi Sơn luôn xác định việc công khai, minh bạch, đảm bảo quyền lợi chính đáng của nhân dân là nguyên tắc nhất quán. Từ đó, đạt được sự đồng thuận, ủng hộ của nhân dân và góp phần phòng ngừa, ngăn chặn tham nhũng tiêu cực trong công tác này. Năm 2023, thị xã Nghi Sơn được giao nhiệm vụ giải phóng mặt bằng trên 468 hectare, phục vụ cho 39 dự án. Với diện tích thu hồi này, việc triển khai công tác giải phóng mặt bằng tại thị xã Nghi Sơn sẽ ảnh hưởng đến hàng nghìn hộ dân, trong đó có nhiều hộ dân phải chuyển đến các khu tái định cư. Xác định công tác giải phóng mặt bằng là nhiệm vụ chính trị quan trọng và vô cùng phức tạp, song song với việc triển khai thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động người dân hiểu và ủng hộ việc triển khai các dự án vì lợi ích chung của quốc gia, của tỉnh, của địa phương. Để đạt được sự đồng thuận của người dân, điều quan trọng nhất là phải đảm bảo người dân được hưởng những quyền lợi tốt nhất. Căn cứ vào kế hoạch, nhiệm vụ được giao, thị xã Nghi Sơn lập danh mục các dự án phải giải phóng mặt bằng, trong đó lên danh sách thứ tự các dự án được ưu tiên giải phóng mặt bằng trên cơ sở xác định nhu cầu thực tế của nhà đầu tư. Một trong những yếu tố quan trọng nhất để hoàn thành nhiệm vụ giải phóng mặt bằng đó chính là việc nhận được sự đồng thuận, ủng hộ của nhân dân. Do đó, thị xã Nghi Sơn xác định trong tất cả các khâu trong công tác giải phóng mặt bằng đều phải đảm bảo được công khai, minh bạch, rõ ràng để người dân được biết, được tham gia thực hiện cũng như giám sát, từ đó đảm bảo tốt nhất quyền, lợi ích chính đáng của nhân dân theo quy định của pháp luật. Thực hiện chủ trương giải phóng mặt bằng, bàn giao đất cho nhà máy gang thép Nghi Sơn, gia đình ông Nguyễn Văn Huấn ở khu phố Liên Sơn, phường Hải Thượng, thị xã Nghi Sơn phải bàn giao hơn 4.000 m2 đất cùng nhiều tài sản trên đất cho nhà nước để bàn giao lại cho chủ đầu tư thực hiện dự án. Ngay từ đầu, gia đình ông Huấn đã được chính quyền địa phương thông báo chủ trương giải phóng mặt bằng.
được tham gia hội nghị nghe thông báo các bước công tác giải phóng mặt bằng và quyền lợi của gia đình. Trong quá trình thực hiện, gia đình ông Huấn luôn được tham gia vào các bước như xác định nguồn gốc đất, kiểm kê tài sản, đo đạc diện tích. Do đó, ông Huấn thấy rất yên tâm vì quyền lợi của gia đình mình được đảm bảo. Qua các thủ tục quy trình từ ban đầu là khi có cái truyền lệnh xuống thì cả toàn dân được ra đi họp, được nghe ngóng thông tin tại phường, tại xã, có huyện, rồi có xã, có thôn, rồi có toàn bộ người tái định cư, chuẩn bị là di dời tái định cư. Hai bên phối hợp, tác hợp để làm sao cho hắn trọn vẹn để di dời. Thì trong quá trình từ hồi đến giờ thì cũng được thông tin là thông báo trên loa truyền thanh của thôn và nhắc nhở rồi ấy, thì qua cái điều đó thì nhân dân cũng hài lòng. Một trong những bước rất quan trọng trong thực hiện giải phóng mặt bằng đó là công tác xác định nguồn gốc đất. Theo quy định, nhiệm vụ này được giao cho Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện. Nhiệm vụ này rất quan trọng vì nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của các hộ dân thuộc diện phải thu hồi đất. Nếu công tác xác định nguồn gốc đất được thực hiện chính xác sẽ là căn cứ pháp lý quan trọng để các cơ quan có thẩm quyền áp dụng đơn giá chính xác cho các thửa đất, lô đất, từ đó hạn chế tối đa việc thắc mắc của người dân mà có thể dẫn đến khiếu nại, tố cáo và khởi kiện về sau. Do đó, việc đảm bảo tính công khai, minh bạch trong bước xác định nguồn gốc đất là rất quan trọng. Chúng tôi đã phối hợp cùng với Hội đồng kiểm kê giải phóng mặt bằng của thị xã và Ủy ban thị xã Nghi Sơn và thực hiện các cái bước quy trình về công tác giải phóng mặt bằng để rồi người dân được biết, hiểu và tuyên truyền vận động để đồng thuận trong cái công tác giải phóng mặt bằng. Đối với cấp xã, nhiệm vụ trọng tâm về xác định nguồn gốc đất. Trong quá trình xác định nguồn gốc đất thì chúng tôi tổ chức hội nghị xác định nguồn gốc đất, thì mời đại diện của nhân dân, đặc biệt là những người đã qua các cái thời kỳ làm công tác cán bộ ở thôn, ở xã và những người cao tuổi biết về nguồn gốc, thời điểm sử dụng đất của các hộ, cùng với hội đồng xác định nguồn gốc đất của xã để làm sao mà tất cả các cái xác định này nó đúng với, đảm bảo được cái quyền lợi của người dân và đúng với cái quy định của pháp luật để rồi người dân đồng thuận. Để các bước công tác giải phóng mặt bằng được công khai, minh bạch, rõ ràng, từ đó đáp ứng được quyền, lợi ích chính đáng của nhân dân. Trong quá trình thực hiện, thị xã Nghi Sơn đã thông báo, tuyên truyền chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước về công tác bồi thường, đền bù, hỗ trợ giải phóng mặt bằng đến người dân. Đồng thời, nhấn mạnh tầm quan trọng, lợi ích người dân được hưởng sau khi các công trình được đầu tư đưa vào sử dụng. Đồng thời công khai các chế độ, chính sách, đơn giá bồi thường chi tiết đến từng người dân, giải thích từng nội dung trong các quyết định, quy định của tỉnh để người dân hiểu tự giác chấp hành. Trường hợp người dân có thắc mắc, kiến nghị thì cán bộ nhiệt tình giải thích, thậm chí đến từng hộ gia đình để tuyên truyền, đối thoại, tháo gỡ vướng mắc, giải quyết kịp thời. Chính sự công khai, minh bạch, rõ ràng đã giúp cho công tác giải phóng mặt bằng được thực hiện theo đúng tiến độ, kế hoạch và hạn chế được thắc mắc, khiếu kiện của người dân. Thực hiện cái việc công khai, minh bạch ấy, thì đầu tiên là người dân người ta thông suốt được. Đấy. Người ta biết rằng là về chủ trương của dự án và thời gian kế hoạch rồi là cái mục tiêu của dự án thế nào. Thứ hai là người dân người ta nắm được cái quyền lợi, cái chính sách người ta được hưởng. Thì từ đó thì trong quá trình triển khai thì có cái sự phối hợp tốt hơn. Bớt đi những cái thủ tục phải giải quyết đi nhiều lần. Trong thời gian vừa qua thì trên địa bàn thì Nghi Sơn thì 3 tháng đầu năm 2023 này thì đã tổ chức đến trên 100 cuộc họp trực tiếp của lãnh đạo hội đồng và các phòng ban để đối thoại với người dân. Để mà khi người dân mà những cái vướng mắc thì nó giải quyết kịp thời, nó sát thực tế và đúng được quyền lợi cho người dân. Sự công khai, minh bạch, rõ ràng trong công tác giải phóng mặt bằng còn được thể hiện thông qua việc chính quyền, cơ quan nhà nước không chạy theo những yêu cầu, đòi hỏi không chính đáng của người dân. Khi các thông tin đã được công khai, chế độ, chính sách đã rõ ràng, đảm bảo quyền lợi tốt nhất của nhân dân, quyết định thu hồi đất sẽ được ban hành và các hộ dân phải chấp hành. Trong trường hợp chưa đồng thuận, người dân có thể thực hiện các bước khiếu nại, thậm chí khởi kiện ra tòa án, yêu cầu xem xét lại quyết định thu hồi đất theo quy định của pháp luật. Đây cũng là cách để đánh giá tính hợp pháp của quyết định thu hồi đất của chính quyền địa phương. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chuyên mục phòng chống tham nhũng. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.